Cho gà ăn thì gặp ma. Một người phụ nữ cho biết rằng gia đình nhà cô ấy có chăn nuôi một đàn gà, nhưng gần đây những con gà của cô ấy cứ khi trời đêm xuống là chúng không chịu đi ngủ. Nhiều đêm chúng bất ngờ chạy toán loạn trong chuồng nhưng tìm mãi không thấy gì. Và một buổi sáng khi cô ấy đang đi cho gà ăn thì bắt được một cái gì đó hoàn toàn lành. Que estos pollos están incontrolables. Ay, esta vaina no se quiere cerrar ahora. Los pollos esos. Que estos pollos están incontrolables. Ay, esta vaina no se quiere cerrar ahora. Los pollos esos. Khi cô gái đó vừa đóng cửa chuồng gà rồi đi ra thì đột nhiên cô ấy nhìn thấy một bàn tay đang bám vào bức tường trên cầu thang, rồi một cái đầu thò ra nhìn vào cô ấy. Nhưng nhanh chóng chỉ một giây, cô ấy chạy đến không có gì ở đó, cầu thang hoàn toàn trống rỗng. Vậy ai hay cái gì ở đó đã đi đâu mà biến mất nhanh như thế? Sau khi tìm hiểu thì cô ấy được biết rằng trong ngôi nhà đó đã có một cô gái trẻ đã ra đi ở đó từ nhiều năm về trước. Bạn có nghĩ rằng đó là linh hồn của điều đó hay không? Chuồng gà nhà cô ấy có bị ma ám hay không? Bạn nghĩ đó có thể là gì? Tập thể dục có bóng ma chạy theo. Một người đàn ông thường đi tập thể dục vào buổi tối muộn ở trong công viên, rồi anh ta nghỉ ngơi ở đó cho đến khi rất muộn mới đi về. Nhưng những ngày gần đây, anh ta thường nghe thấy tiếng sột soạt xung quanh trên các cành cây to, và anh ta có cảm giác rằng như có cái gì đó đến gần anh ta, nhưng tìm mãi xung quanh không có gì. Và một buổi tối muộn, anh ta đã đi bộ trong công viên rồi nghỉ ngơi chưa muốn về thì anh ta nghe thấy âm thanh lạ nhưng có cái gì đó động đậy ở những cành cây. Anh ta đứng lên và hỏi xem đó là cái gì thì mọi thứ trở nên ớn lạnh đến tận cốt nỗi. Amigo, sé que hay algo. Me voy a acercar al pasito. ¿Quién eres? ¡Ay, güey! ¡Ah, no mames! ¡Oh! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¿Por dónde es la salida? ¿Por dónde es la salida? ¿Por dónde es? No, por aquí no es. ¡Ay, ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Bạn có trông thấy một hình bóng đen tối di chuyển từ một cái gốc cây to ở đó, rồi nó đứng ở đó nhìn anh ta trong sự ngỡ ngàng, rồi nó di chuyển một cách nhanh chóng như thể nó biến mất vào trong bóng tối công viên. Anh ta chạy nhanh ra khỏi công viên đó. Vậy bạn nghĩ hình bóng tối cao, chân tay lều khều như một sinh vật lạ ở công viên đó có thể là gì mà biến mất nhanh như thế? Tôi không biết hôm sau đó anh ta có đi bộ trong công viên đó nữa hay không. Bạn nghĩ đó là ma hay có thể là gì? Bạn có đi bộ trong công viên bao giờ chưa? Ma theo từ nhà sang cả khách sạn.
Một người đàn ông cho biết rằng anh ta sẽ thực hiện một câu thần chú được cho là gọi về thế giới trần gian một linh hồn vô danh. Nhưng sau đó, dường như anh ta đã phải chịu đựng nhiều sự việc xảy ra trong ngôi nhà. Như thể đó là hậu quả của anh ta. Đứng trước một ngọn nến và các đồ cúng tế, anh ta bắt đầu với một nghi thức. Ni podrá salir de ahí por el sello conjurado que está en tu espacio. Khi anh ta đang thực hiện câu thần chú thì một thứ đồ cúng trên bàn tự di chuyển, rồi từ đó trở đi anh ta bắt đầu sống từng khoảnh khắc điện lạnh trong ngôi nhà. Để... todo esto que está pasando ahorita porque no sé cómo hacerle. ¿Qué hacer? No sé qué. ¿Hasta cuándo va a terminar esto? ¿Qué? Nhiều đồ vật tự di chuyển, anh ta cho biết rằng một cái gì đó còn theo anh ta đến nơi làm việc. Vào đêm ngày hôm sau, trong ca trực vào ban đêm ở khách sạn, thì anh ta nghe thấy tiếng động ở sân sau. Quiero... y vengo a ver a... y me encontré con esto. Esta silla no tiene por qué caerse. No. ¿Por qué se movió? No. ¿Quién eres? Vete de aquí. Déjame en paz. No sé por qué. Mira, amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? No. Hai chiếc bánh trên bàn rơi mạnh xuống, nghe thấy tiếng động thì chiếc ghế trong phòng trực đổ xuống, anh ta dựng nó lên thì chiếc ghế trượt trên sàn nhà, anh ta đi xuống sân vườn thì một cái gì đó bay lên từ một bụi cây, rồi những cành lá rung lên một cách dữ dội trong sân vườn hoàn toàn không có gió. Nhiều người đã cho rằng anh ta đã gọi về một thực thể và nó đã theo
anh ta đến khắp mọi nơi, anh ta đã gọi về một linh hồn đang ở trong ngôi nhà của anh ta. Liệu rằng anh ta có thoát khỏi được linh hồn đang ở đó hay không? Bạn có cách gì để giúp anh ta hay không? Bạn nghĩ đó là ma hay có thể là gì? Huy động nhiều người ở chuồng gà cả đêm. Một số những người đàn ông ở một địa phương xa xôi đã cho rằng anh ta đã bắt được một sinh vật thần thoại ở trong khu chăn nuôi gà trong chuồng trại nhà anh ta. Trong nhiều ngày qua, những con gà đã bắt đầu biến mất một cách khó hiểu, và một buổi tối anh ta bắt được sinh vật đó rồi nhốt nó vào một cái chuồng gà. Đến hôm sau, anh ta mang nó về nhà, và đây là những gì anh ta đã bắt được. Đó là một cái đầu với đầy tóc dài ở xung quanh, dường như nó phát ra tiếng kêu, khuôn mặt màu đỏ, nhưng sau đó anh ta để nó chạy mất. Tôi không thấy có chân, vậy nó có thể di chuyển bằng gì? Có ai đó đang kéo cái đầu đó đi không? Ma kéo trong nhà hàng. Một người phụ nữ đang làm việc tại một nhà hàng. Cô ấy đang dọn dẹp nhà hàng và hoàn thành công việc trong đêm. Nhưng một cái gì đó đã xảy ra hoàn toàn ớn lạnh đêm hôm đó. Đang tự dưng ở đó thì một cây lau nhà và một cái xô tự trượt trên sàn nhà. Nhưng thứ lạnh lùng nhất là một thế lực vô hình nào đó đã túm lấy tóc của cô ấy ra phía sau, biến mất khỏi tầm mắt. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau đó. Nhưng bạn nghĩ nhà hàng đó có đang bị ám ảnh hay chuyện gì đang xảy ra ở đó? Trông coi ở nhà hàng 3 giờ sáng. Một người đàn ông làm nhân viên bảo vệ cho một nhà hàng tự chọn đã cáo buộc cho rằng ở đó đang bị ma ám. Và một đêm khi anh ta đang trực một mình ở đó, nhưng đến 3 giờ sáng thì nghe thấy tiếng bước chân lịch kịch ở trong nhà ăn. Anh ta cố gắng vào trong đó để xem có gì ở trong đó không, thì mọi thứ chuyển sang một ngã rẽ cực kỳ lạnh. Acá atrás se escucha como que le pegaran a weá, como que las movieran. Como que las movieran. Weá, está entero rígido acá. Ayer había grabado lo mismo, pero hoy día es como que no. Weá. Những chiếc ghế ở các bàn ăn tự di chuyển, nhưng không có ai ở đó. Rồi bát đũa ở trên bàn rơi xuống. Anh ta cho biết rằng sự việc đó đã xảy ra trong nhiều đêm như thế, và rất có thể nhiều linh hồn đang ám ảnh ở trong cửa hàng đó đã di chuyển nhiều như thế. Bạn nghĩ nhà hàng đó có đang bị ma ám hay không?
Bạn nghĩ rằng có phải một thế lực vô hình đang kéo cô ấy hay không? Bàn tay bám vào bức tường, rồi khuôn mặt trống rỗng nhìn ra, rồi biến mất, không thấy gì. Có phải là ma, hình bóng đen tối lều khều trong công viên, rồi nhanh chóng biến mất? Có phải là ma? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký, chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành biết ơn bạn.